À uh, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là kiểm tra cái số lượng mã giảm giá trừ đi ha. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là uh, mỗi khách hàng chỉ được sử dụng một mã giảm giá cho một lần thanh toán ha, một lần đặt hàng thôi. Đó. Thì ở đây các bạn ở trong cái phần là carbon cố, uh, trong cái cột và carbon các bạn tạo cho mình carbon usage Thì cái cấu trúc của cái carbon usage này là va chat 50 và mặc định nó là nun ha, mặc định nó là nun. Đó, thì mặc định là nun này ở đây nó sẽ lưu tất cả những cái gì à, những cái gì khách hàng ID nó sẽ lưu ở cái gì ở cái mã giảm giá mà mình đã sử dụng ha mà khách hàng đã sử dụng. Đó. À, thì bây giờ mình sẽ quay lại cái phần code của mình. Các bạn quay lại cho mình cái phần check out so check out à, check out controller này thì các bạn sẽ cho mình thêm một cái dòng cốt ở đây nữa là mỗi lần gì à, xác nhận đơn hàng thì ngoài việc là trừ cái gì trừ cái số lượng uh, mã ra thì mình sẽ update cái carbon usage này ha thì các bạn uh, mở lại cho mình cái uh, model carbon các bạn thêm cho mình là carbon usage ha cái cột rồi sau khi bạn thêm xong rồi thì uh, mình sẽ gì mình sẽ carbon suy ra cái gì các bạn? suy ra carbon uses ha, suy ra carbon, carbon uses bằng gì các bạn? bằng lấy cái carbon uses này đúng không? carbon uses này bằng là carbon uses ha, mỗi lần lấy cái này ra đó, sau đó là gì? sau đó là nó sẽ nối thêm nối dấu phẩy ha, nối dấu phẩy à, nối tiếp cái gì section sẽ get ID của cái customer ID là cái customer đang 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 đăng nhập các bạn, khách hàng cái tài khoản khách hàng đang đăng nhập ha. Thì mỗi lần vậy thì nó sẽ lấy cái này ra, nó gì? Nó phải rồi bắt đầu tiếp tục nói gì? thêm một cái customer khác vào. Đó. Thì ở đây à, mình thử ha. Ở đây là bây giờ là à, mình sẽ là đặt hàng. Na đặt hàng cái này. Bây giờ mình đặt cái mã bây giờ mình sẽ tính cái mã này đi. 97 mà em giá đi ha, mà em 397 đi. Bây giờ mình nhập máy mã giảm giá này vào. Là cái này là hiện tại là customer đang là uh, uh, ID customer đang là 8 ha. Bây giờ mình sẽ thanh toán. Rồi bây giờ mình xác nhận đơn hàng. ha Thì các bạn sẽ thấy ở trong cái cơ sở liệu của mình. Nó sẽ là 8. À, phớt 8 nè. À, uh, 8. Đây nó để là phớt 8. À, có không sao cả ha bạn cứ tạm thời là phép 8 đi rồi tiếp tục ví dụ như mình đăng nhập vào một cái tài khoản khác đi ở đây mình đăng xuất ha mình đăng nhập vào một cái customer khác là cái thằng nguyễn minh toàn này là cái mang id là chín ha bây giờ mình sẽ đăng nhập vào rồi mình cũng uh, 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 toàn một hai ba bốn năm ha rồi bây giờ mình thử uh, mua một cái sản phẩm mới xem rồi bây giờ là đặt hàng à mình quên mập nhà, nhập mã giá ha không sao bây giờ mình mập cũng là cái mã này luôn ha mười phần trăm nhưng mà với cái gì khách hàng khác à, bây giờ mình sẽ thêm thêm địa chỉ ha rồi mua hàng Bây giờ mình sẽ xem coi nó có cập nhật cho mình đúng không Phần carbon Đây nó sẽ cập nhật cho mình như thế này 89 Không sao cả hả bạn Mình sẽ sử dụng hệ lệnh là like Ở đây thay vì mình sẽ lấy ra cái carbon use này à, Mình sẽ lấy ra cái carbon Sau đó lấy ra cái carbon use này để mình check kiểm tra tiếp ha thường cái mã cốt này nó sẽ dài đi thêm một tí xíu nữa nhưng mà tạm thời là à, mình đã như vậy ha chứ cũng không sao cả các bạn đó thì không thôi là bây giờ mình sẽ sau uh, khi thêm rồi uh, thì mình sẽ trước khi lệnh save này uh, mình sẽ cho cái first này carbon use này uh, mình sẽ substring lệnh là carbon use các bạn cũng thể là bằng bằng gì bằng cái carbon này uh, carbon use uh, trừ đi một cái ký tự ban đầu a uh, à, không mình không sử dụng nữa, ha rồi tạm thời như vậy. Đó. À, các bạn để vậy cũng không sao cả ha, sau đó mình dùng cái SQL like để mình à, à, mình kiểm tra ha. À, rồi, đây là chính. Đó, ví dụ như sau này có thêm cái số 10 nữa ha. À 10 là cái customer mang cái số 10 đây. Đây, 10 đây ha. Bây giờ mình thử nhập vào thử. Ồ, đâu rồi rồi. Rồi, đây ha. Rồi, rồi Là ba cái khách hàng đã sử dụng cái mã này thì bây giờ mình sẽ sau khi mà mình ái xong rồi ha à, mình sẽ quay lại cái thằng à, cạt ái dắt ở cái phần giỏ hàng mình sẽ quay lại cái phần giỏ hàng các bạn giỏ à, hàng hiện tại đang trống nè mình thêm một vài cái vào ha thêm giỏ hàng đi đến giỏ hàng ha thì trong giỏ hàng này mình sẽ tính mã giảm giá thì mình sẽ lấy cái gì cái section đăng nhập tính mã giảm giá ở đây ví dụ mà mới thêm mà các bạn gì à, chưa đăng nhập ha, mới thêm mà các bạn chưa đăng nhập. Thì uh, uh, các bạn vào lại cho mình cái card controller này ha. Uh. Thì ở cái card controller này mình sẽ có một cái lệnh if, các bạn cho mình một cái lệnh if như thế này. Uh, đây, mình làm lại ha các bạn. đây uh, đây. Đó, thì mới đầu nó sẽ là như vậy ha, thì các bạn sẽ cho một một cái lệnh if đây, mình sẽ check gì? nếu mà gì? nếu mà có đăng nhập, ha, nếu mà có đăng nhập, nếu mà có đăng nhập thì sẽ có section get customer đúng không? customer id đó, thì mình sẽ làm như cách nào? còn không thôi thì mình sẽ như thế nào? thì không thôi, nếu mà không có đăng nhập, ha, thì mình vẫn tính cái đoạn code cũ này, ha, các bạn thích cái đoạn code cũ này vào đây, bắt ra đây, rồi cái đóng ngoặc này của thằng public ha rồi à, không thôi thì mình sẽ sử dụng carbon sau đó các bạn sẽ cho mình check thêm một cái trường nữa là where điều kiện là gì các bạn điều kiện là cái thằng uh, carbon này là carbon uses đúng không carbon uses carbon uses nó phải gì các bạn giống ha like cái câu lệnh lách trong MySQL là tương tự ha tương tự với gì các bạn mở à, hai cái đó như thế này cho mình là các bạn cho mình cái biến à, uh, uh, um, section section get customer id ha đó thì nó sẽ lấy cái trường carbon usage này đó là tám chín này à, nó sẽ so sánh xem là có giống với cái id không ha tương tự ha tương tự ví dụ như id này là 8 đi thì ở đây có số 8 là ok là nó tương đồng là giống ha bất kỳ vị trí nào ha mình sử dụng hai cái phần trăm hai à, cái phần trăm này có nghĩa là bất kỳ vị trí nào trong cái gì trong cái chuỗi này ha ví dụ ở đây số 8 nó nhận diện là ok số 8 là đúng ha thì mình sẽ ít nếu gì nếu carbon này ít ở trong cái gì trong cái gì trong cái đăng nhập này ha session get customer này ha mình sẽ kiểm tra thêm cái if ở trong gì, nếu mà đăng nhập có nghĩa là nếu mà à, đã gì, đã nhập cái mã này rồi thì mình sẽ redirect back về cái uh, error này ha, error này. Đấy. Đây, mình đóng cái lệnh arrow này lại ha, cho các bạn dễ nhìn. À uh, error là uh, mã giảm giá đã nhập. đã nhập. Vui lòng nhập cái khác ha vui lòng nhập mã khác rồi đã sử dụng đi ha. đã sử dụng đã sử dụng vui lòng nhập mã khác rồi không thôi thì sao nếu mà à, mã nó chưa sử dụng thì mình sẽ return lại một cái là message đúng không message là thành công á với là à, mã chưa sử dụng ví dụ vậy ha mã chưa sử dụng rồi mã chưa sử dụng ví dụ vậy thì bây giờ mình sẽ ra ngoài lại mình uh, refresh lại ha cái trường hợp này là đã nhập nè thì mình sử dụng cái mã là mã này đi ha mã này à, mã này thì mình đã sử dụng rồi ha đây cái gì cái customer này đã sử dụng rồi thì bây giờ tính mã giảm giá nè thì là mã giảm giá đã sử dụng quy lòng nhập mã khác ha thì ví dụ như bây giờ mình nhập một cái mã mình chưa từng sử dụng có nghĩa là mã covid 99 này nhập tính mã giảm giá đó thì là mã chưa sử dụng ha thì mã chưa sử dụng thì ở đây mình sẽ thêm cho nó một cái đoạn cốt là đoạn cốt đó là um, nếu carbon uh, carbon cao um, chưa sử dụng thì mình sẽ tạo một cái gì các bạn mình sẽ tạo một cái uh, uh, carbon mới đi ha carbon mới um đây carbon mới ha thì các bạn copy nguyên cái cụm này vào đây ừ, để mình xem lại cả que carbon carbon mình đã có trên đây à, chưa sử dụng mình đã có carbon trên đây thì mình không cần cái này nữa thì nếu carbon uh, cao carbon section mình sẽ tạo mình uh, Uh, nếu mà đã tồn tại cái nếu mà carbon lớn hơn không uh, và code section get carbon đây mình sẽ copy nguyên cái đoạn này thôi ha các bạn nguyên cái đoạn này thôi ha nguyên cái đoạn này thôi đó mình sẽ tạo mã carbon mới và nếu mà có trùng lập thì nó chỉ gì nó chỉ replay lại mã cái carbon khác thôi ha rồi bây giờ mình sẽ pass ra đây rồi cái này mình sẽ cho là l nếu Tiếp. nếu chưa đăng nhập ha, nếu chưa đăng nhập rồi, ok thêm mã giảm giá thành công rồi bây giờ mình thử ha, Mình thử mình refresh lại nè, bây giờ mình nhập cái mã trùng trước, nè mã trùng ha, bây giờ mình nhập mã covid ha, thì bây giờ sẽ tính mã giảm giá carbon, carbon code uhm, bằng carbon carbon session carbon session à uh, carbon à cái này là kiểm tra trùng còn không thôi thì mình sẽ lấy lại cái carbon dưới này ha các bạn. We started where rồi ok first ở trên đây. Thì cái carbon này tránh bị trùng biến các bạn để cho mình là carbon um, login đi ha carbon login. Ở đây các bạn sửa lại cho mình cái này, mấy cái này ha mấy cái thông số này. Rồi ok uh, Rồi bây giờ mình thử lại ha Account Login Login Ok bây Giờ mình thử lại Với cái mã này ha Chà yeah. Carbon Code Cái lỗi nằm ở đây nè các bạn À, tại vì mình nhập cái mã covid này là cái mã mà ở trong cơ sở liệu của mình là nó đã hết hạn rồi ha thì mình sẽ mở lại cái số code của mình à, mình sẽ check là nếu uh, y chang như cái này luôn ha các bạn copy uh, y chang như cái này luôn ha y chang như cái này tên em này thôi ha Mà em giá không đúng hoặc hết hạn rồi mình sẽ gì uh, copy lên đây bắt uh, ra đây ha bắt ra đây rồi thì cái lệnh eo này nó phải trong đây ha cái là eo đóng của cái eo này rồi thì ở đây mình sẽ cho là carbon login ở đây mình sẽ cho đếm là carbon locking ha rồi thì cái carbon locking này các bạn sẽ cho nó nằm ở đây đó đây là cái mã hết hạn ha các bạn mã hết hạn đếm mã hết hạn rồi bây giờ mình thử thêm lại nào tính mã đó mã này đã hết hạn mặc dù mình đã đăng nhập rồi ha mình đã nhập rồi thì bây giờ mình sẽ mở lại cái hạn cho cái mã kia ha ví dụ như bây giờ mình uh, uh, mình xóa đi ha mình để cái chừng luôn đây đó coi như là chưa sử dụng ha chưa sử dụng uh, mình chưa sử dụng ha tám um, chín à thôi mình để lại tám chín mười rồi, ở đây mình sẽ cho nó một cái hạn ha. Hạn này là ngày hạn ngày 27 ha, vẫn còn hạn. Rồi, ok bây giờ mình refresh nè. Đó, thì nó chuyển lại lại còn hạn cho mình. Thì bây giờ mình thử dùng thử cái mã Covid 99 này ha. Đăng nhập rồi ha các bạn. Rồi, tính mã giảm giá. Hoặc hết hạn, xem lại. À, xóa mã khuyến mãi. Bây giờ mình sẽ nhập lại COVID-99. Ồ, oh. hoặc đã hết hạn. À. Ở đây nếu carbon login ha, mình vừa mới đổi lại là carbon login, nếu carbon login. À, các bạn sửa lại cái này cho mình ha, carbon login. Rồi, bây giờ mình thử lại với cái mã này thì mình đã sử dụng rồi. Mã giảm giá đã sử dụng quy lâm nhà mã khác. Ha, bây giờ mình sẽ uh, sử dụng cái mã này COVID99, tính mã. Ok, tính mã thành công với đăng nhập. Ha, rồi bây giờ mình đăng xuất ra. Mình vẫn tính mã đó luôn các bạn. Bây giờ mình vẫn tính mã luôn ha. Thì đăng xuất ra bây giờ mình uh, uh, cái COVID99 này. Bây giờ mình sẽ chuyển lại cho nó là hết hạn ha để mình trách nhiều trường hợp ha hết hạn. Rồi, thử lại. chín uh, COVID99 nè. Đó, mã này hết hạn ha rồi tiếp tục cái mã này thì mã này là thành công ha các bạn mã này là thành công à, rồi có một cái mà mình muốn lưu ý cho các bạn nữa là à, khi mình đăng xuất thì cái mã giảm giá ha thì cái mã giảm giá nó vẫn còn ở đây thì bây giờ mình sẽ lock out ha à, mình sẽ xem cái cái lock out nó nằm ở đâu ha lock out off lock out đây ở admin controller lock out ha À, để mình xem cái phần đăng xuất này Admin Blockout Xem coi cái root nó là gì ha Đây, đăng nhập này Đăng nhập, để mình thử lại đăng nhập ha Customer khôi, đây một ha, đây mình sẽ xem lại cái năng suất này, năng suất này, đây lock out check out ha, lock out check out, đây check in lock in check out đây, thì nếu mà mình năng suất và nó sẽ quên luôn cái gì mấy bạn, cái forget uh, forgot cái thằng uh, à, uh, thằng uh, carbon ha forget luôn cái thằng carbon đây bây giờ mình thử lại ha refresh bây giờ mình đăng xuất thử nè bây giờ trong giỏ hàng mình đang có cái mã khuyến mãi đúng không bây giờ mình sẽ đăng xuất ra đó và mình vào lại cái giỏ hàng các bạn thì ở đây khuyến mãi nó sẽ không còn nữa ha đó để tránh trường hợp là à, các bạn đang xuất ra rồi cái mã khuyến mãi nó vẫn còn ha rồi tiếp tục à, bây giờ mình sẽ nhập cái mã này thì cái mã này hiện tại nó hết hạn ha rồi thêm mã thành công với là chưa đăng nhập ha thì khi mình đăng nhập nè khi mình đăng nhập ha các bạn khi mình đăng nhập mình sẽ có hai trường hợp nữa đó là à rồi thì ở đây có một cái trường hợp nữa đó là à, khi mà à, mình đăng nhập thì mình kiểm tra là ok ví dụ như khi mà các bạn nhập cái mã giảm giá ha, ví dụ như là ở đây à, nhập mã à, mã này đi ha mã này đó thì nó vẫn cho các bạn nhập thành công ha nhưng khi các bạn đặt hàng nè đặt hàng vào các bạn đăng nhập lại cái gì tài khoản minh khôi ha tài khoản minh khôi ví dụ vậy mà cái tài khoản Minh Khôi này ở trong cái phần carbon nó đã gì sử dụng cái mã h uh, hdh này rồi ha, nó đã sử dụng mã rồi không thôi thì các bạn nè check lại bằng cách như thế này nè đây là mã hdh đúng không bây giờ mình sử dụng lại nè đó thì nó kêu là mã giảm giá đã sử dụng vui lòng nhập mã khác ha thì đây uh, các bạn đã gì đã nhập mã đó rồi nè các bạn nè đã nhập mã đó rồi đó thì khi trong cái phần đăng nhập ha thì uh, trong cái phần đăng nhập mình sẽ uh, tạo thêm ha trong cái phần đăng nhập mình sẽ tạo thêm là như thế này uh, các bạn mở lại cho mình cái phần uh, login ha cái phần đăng nhập thì để xem mình kiểm tra lại cái phần đăng nhập ha ở cái nút đăng nhập này login check out nè đây mình sẽ kiểm tra tiếp ha các bạn login check out đăng nhập thanh toán à uh, và uh, login check out để mình xem ha. Bạn phẩm yêu thích các query login check out đây. Thì nó sẽ gửi tới login customer login customer ha. Đây, đây là cái gì? Cái phương thức đăng nhập của mình. Uh, ngoài kiểm tra đăng nhập thì ở đây sẽ các bạn sẽ kiểm tra cho mình nữa là nếu nếu vậy mà nếu mà section section get carbon ha, nếu mà người dùng đã nhập carbon rồi ha, nếu mà người dùng đã nhập carbon rồi thì mình sẽ gì bằng truth đi đúng đi thì mình sẽ đăng xuất cái carbon ra luôn ha session uh, forget forget carbon ha đó chỉ vậy thôi session khỏi carbon rồi bây giờ mình thử ha bây giờ mình thử đăng xuất đăng xuất nè à, còn không eo ha eo thì mình đăng nhập thôi các bạn ha đăng nhập rồi session save thôi. Rồi. Cho cái ip này. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi ha. Giờ mình sẽ uh, bây giờ mình thử giỏ hàng. Uh, mình nhập uh, cái mã này đi, mã này là mình đã sử dụng rồi nè. Rồi ví dụ mình đăng nhập với cái gì, với cái user mà mình đã mình khôi vậy đó. Với user mình mà mình đã sử dụng cái mã đó rồi ha một hai ba bốn năm sáu nè bây giờ mình đăng nhập nè carbon oh. juice à mình không có eo đây ha rồi cho đóng cái này lại thôi bây giờ mình thử lại đăng nhập lại ha minh khôi một hai ba năm sáu đăng nhập đó thì hoàn toàn nó mất cái gì nó mất cái section carbon đi ha nó bắt mình phải nhập lại thì bây giờ mình sẽ nhập lại nè đó thì cái mã này là đã sử dụng rồi bây giờ mình sử dụng một cái mã khác đi À, mã covid chín này là đã hết hạn rồi ha đó bây giờ mình sẽ đăng nhập vào một cái tài khoản khác ví dụ là nguyễn toàn thắng ha nguyễn toàn thắng một ba bốn năm sáu đó rồi bây giờ mình thử cái mã kia ha ok à, vui lòng nhập mã khác Nguyễn Toàn Thắng là ID là 9. À 9 là sử dụng rồi là 10. À, 12 chưa sử dụng ha, Nguyễn Đức An. Bây giờ mình sẽ đức an ha. 1356 nè. Đó. Bây giờ mình sẽ nhập được ha các bạn. Tính mạng giảm giá. Tính. Ok. Hoàn toàn nhập được ha. Bây giờ là mình đặt hàng ha. Đặt hàng. Rồi. Xác nhận đơn hàng. Ok thì trong cái carbon này nó sẽ update cho mình là cái đây cái 12 nè các bạn. hai cái 12. Đó